Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã trao huân chương lao động hạng 3 cho ông Trịnh Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, ông Đỗ Hữu Quang, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương vì những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự phát triển lực lượng quản lý thị trường. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh, trong quá trình công tác, là công chức lực lượng quản lý thị trường nói chung và trên cương vị lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường nói riêng, các đồng chí đã có những đóng góp to lớn về trí tuệ và công sức, từng bước xây dựng lực lượng quản lý thị trường lớn mạnh như hôm nay, qua đó góp phần vào thành tích chung của ngành công thương.